ta lấy khúc gỗ nha, gạt đo cái chiều này từ cái mặt cắt này lên tới đây, từ cái mặt này đo lên tới đây là chiều cao, chiều cao này, chiều cao cái này lên tới đây đó, chiều cao đó. Chiều ngang là nó ngang cái này, chiều này với chiều này ngang nhau, lấy miếng gỗ ta cắt hai cái bát này. Thôi vậy ta làm mấy cái đường rãnh đây là để ta đút dây, khi ta quấn xong mà ta đút dây ta cột trong cho nó ôm lại, khi mà ta tháo ra nó khỏi bung, khỏi bung cái dây này, cái đường rãnh này là để ta đút dây, đút dây này. Khi ta quấn xong rồi ta đút dây ta cột lại, bắt đầu mới tháo ra, cột lại nó tháo ra nó khỏi bung, dây nó xếp lại. Khi ta quấn ta lót một cái mềm một lớp giấy, lót giấy nha, lót giấy cho nên mình rút cho nó nhẹ nha. Ta quấn thêm cục thứ hai nữa, ta kết nối lại, cái đầu đều đều ra. Một nè, hai, ba nè, ba lớp không? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu lớp.
Dây đây có nhiều cọng nha, nhiều cọng đó ta bón dây dở. Cái ruột ở trong là 2 ly, dây có nhiều cọng này, chỉ dây một cọng người ta quấn nó cứng, người ta quấn khó quấn.